anh nhá. Hôm nay ngày 1 tháng 10, cửa hàng Ba Trang giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích Nhật Bãi nhá. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123370. Bạn nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại cửa hàng bên em. Thì cái trời đang mưa các bác nghe, trời đang mưa nhá. Em sẽ quay nhanh cái lô này nhá. Quay nhanh, lô này sẽ gồm có 7 cây thôi. 7 cây sẽ gồm có máy Makita này. Công su tay dài này, Makita nó đứng siêu 381 siêu 46 nhá. Echo 4000 nha các bác nhá. Rồi, khi bác mua hàng em cái sản phẩm theo kèm sẽ gồm có cái rũa nhá và cái tuýp này. Em xin phép giới thiệu nhanh luôn. Thì đầu tiên giới thiệu cho con CV1 nhá. CV1 này là con đến từ thương hiệu của Makita. Con này nóng đứng này. Con này cho các bác xài gia đình nhá. Các gia đình, xích thì em đang lên xích mới này. Lam 30, xích là xích trung 91, xích để lên xích mới cho bác nhá. Về không phải mua xích mua trước gì cả. Các nóng đứng này, 34cc, nóng 37 ly. Có bơm xăng phụ nhá. Cắt gia đình thì rất là ngon. Đấy, con này cắt củi gia đình thì rất là tuyệt vời luôn, rất là lợi xăng. Đấy, ok, test nổ cho bác con đầu tiên nhá. Con này giá chỉ 1.400.000 bao ship thôi. Đấy. Rất là rẻ. Con này trọng lượng của máy nó chỉ là 4,5 kg nha các bác nhá. Rồi ok, con số 2 này là con tay dài nhá, con tay dài của Komatsu này. Con này thích hợp cho bác cắt củi nhá, tỉa cành các kiểu này. Con này G310, 31cc, nòng 37 ly nhá, lam 30, xích là xài xích chuột các bác nhá. Xích còn rất là đẹp này. Xích còn được 90% các bác nhá. Con này trọng lượng chỉ là 4 kg thôi, rất là nhẹ nhàng. Cho các bác cắt củi nhá. Đó, đặc biệt các bác nào hay đi công trình cắt cọc cắt tiếc ấy thì mua những con này này. Rất là dễ mang đi, rất là thích nhá. Có bơm xăng phụ nhá, có trợ lực này, mang đi cắt rất là sướng luôn. Nhẹ nhàng, rất là dễ dàng di chuyển. Máy thì rất là ngon. Dòng Komatsu này chạy các bác biết rồi. Đấy, các bác là công trình biết rồi, Komatsu chạy rất đỉnh cao luôn. Con số 2 giá là 1 triệu. Con này giá là 1.500.000 nhá, 1.500.000 bao ship nhá. CV2 test nổ cho bác này. Giòn luôn nhá. Con số 2 giá 1.500.000 bao ship nhá. Rồi ok, tiếp theo số 3. Số 3 này con Makita nhá, con Makita tay dài. Nòng này thì em lên rất nhiều clip từ hôm trước nhá. Máy chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ bền. Đặc biệt là dòng này cực kỳ nhẹ nổ nhá. Các bác nào muốn mua con máy siêu nhẹ nổ thì các bác chọn con này cho em. Siêu nhẹ nổ, siêu bền và siêu trâu bò. Dòng này thì vòng tua rất là lớn, con này 30cc, nòng 37 ly nhá. Thích hợp cho bác các gia đình. Lam của nó, lam 35 xích là xài xích mini xích chuột nhá. Lam 35 xích là xích mini xích chuột. Con này cắt gia đình rất là sướng, hai ốc giữ lam này. Con này cắt củi không phải nghĩ luôn. Đấy, cực kỳ vòng cua, cực kỳ lớn. Ok, có trợ lực lớn nhá, rất là nhẹ nổ luôn. Test nổ cho bác con số 3. Con này giá 1.900.000 bao ship. Rất là giòn luôn. Chạy như xe tăng luôn nhá. Con số 3 1.900.000 bao ship. Rồi ok, tiếp theo. Con số 4. Số 4 này con Makita nòng đứng nhá. Con này là 40cc, nòng 40 ly nhá. Con này sản xuất tại Đức này, made in Germany nhá. Con này máy sản xuất tại Đức này. Đó, xích thì bên này xích mới nhá. Lam 35 xích là xích trung 91 xích mới nhá. Đó, nòng đứng này có bơm xăng phụ này. Dòng này chạy thì các bác là cực kỳ lợi xăng. Con này chạy gia đình nó quá là ngon luôn nhá. Ok, CV4 giá 1.500.000 bao ship nhá. Ok, rất là ngon luôn. Rồi tiếp theo số 5 có Silva 381 này. Silva 381 nhá. Dòng rất là VIP luôn, 38cc nòng 40 ly. Con này các bác mang đi cắt keo kiếc rất là sướng, máy nhẹ nhàng. Con này trọng lượng chỉ là 5 kg thôi. Đặc biệt Silva thì các bác biết rồi, phụ tùng dễ kiếm này, lợi xăng, vòng tua thì cực kỳ lớn luôn. Con này lam của nó lam 35 nhá, lam Latin luôn, xích là xài xích mini xích chuột. Lam 35, lam Latin, hai ốc giữ lam nhá. Con này có thích ở van xả áp luôn nhá, dòng máy hệ luôn. Thích ở van xả áp, dòng máy hệ luôn nhá. Lam Latin này. Đấy, dòng này thì vòng tua cực kỳ mạnh luôn nhá các bác chưa. Ok, test nổ cho bác này. 381 nhá, CV5 giá 2.800.000 bao ship này.
dòng này thì không phải nghĩ về chất lượng, 381 siêu VIP, dòng siêu hệ luôn, siêu thương hiệu số 1 của máy cắt cưa Nhật Bản nhá. CV5 giá 2,8 triệu, siêu VIP luôn, siêu mạnh luôn, siêu hệ nhá. Con này trọng lượng chỉ 5kg thôi. Rồi ok. CV6 này, một con siêu đi khai thác nhá, siêu 346. Con này làm 555 nhá. Làm 55, xích là sải xích trung 91, xích là xích trung 91 nhá, xích còn rất là dày. Xích con này là tầm 90% các bác nhá. Rồi. Con này các bác đi cắt xẻ siêu thoải mái luôn. Con này CV6 giá 2,8 triệu bao ship nhá. Ba con này là dòng 40 ly nhá, dòng 40 ly. Đó. Rất là đẹp. Hai ông giữ làm luôn, siêu siêu VIP luôn nha các bác nhá. Ok, test nổ tiếng máy con số 6 cho bác. Con này giá là 2,8 triệu bao ship đây. Bác làm này. Mạnh luôn nhá. Dòng này cắt thì siêu VIP luôn. Ok, tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay. Cuối cùng ngày hôm nay là con lớn nhất ngày hôm nay nhá. Echo 4000, 40cc, nòng 40 ly, dành cho bác cắt chuyên nghiệp nhá. Con này hai ốc giữ lam nhá. Lam con này đặc biệt lam 60 này. Lam 60 nhá, xích là sải xích 325 nhá. Lam 60, xích là xích 325. Lam xích zin luôn. Đây, hàm dòng hàm giữa còn nhá. 40cc, nòng 40 ly nhá. Con này đóng đứng này, Echo các bác biết rồi, xài thì cực kỳ lợi xăng, máy rất là mạnh luôn. Các bác mang đi cắt keo cái chuyên nghiệp ấy, thì các bác mua con này, này. Ok, con số 7 này, giá là 2,9 triệu nhá, bao ship test nổ cho bác con cuối cùng ngày hôm nay nhá. Ok, em xin phép kết thúc clip ở đây. Trời đang mưa nhá. Em sẽ quay nhanh để các bác nhìn những hạt mưa này. Đấy, các bác thông cảm nhá. Bác nào quan tâm hơn thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0976 12 370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.